Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Tính đến hết năm 2019, huyện Văn Bàn có 10 xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bằng 133% mục tiêu đề ra. Trong năm 2019, huyện Văn Bàn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung thêm 2 xã gồm Liêm Phú và Dương Quỳ phấn đấu hoàn thành xây dựng nông thôn mới trước 1 năm so với kế hoạch. Hiện nay hai địa phương này đã được chấm điểm đạt theo quy định và đang hoàn thiện các thủ tục đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Như vậy hết năm 2019, văn bản có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tính theo tiêu chí, địa phương đã hoàn thành 297 tiêu chí nông thôn mới, bình quân 13,5 tiêu chí trên xã, bằng gần 116% kế hoạch tỉnh giao. Đối với làm đường giao thông nông thôn, trong năm nay toàn huyện thực hiện được trên 50 km, gồm bê tông xi măng và giải cấp phối. Nhân dân các xã trên địa bàn cũng tích cực hưởng ứng tiêu chí môi trường. Như xây dựng mới trên 800 nhà vệ sinh, trên 400 chuồng nuôi nhốt gia súc, triển khai 26 mô hình nhà sạch vườn đẹp vượt cao so với kế hoạch đề ra. Trong 3 năm qua, các cấp hội phụ nữ tỉnh Lào Cai đã tạo điều kiện để các hội viên phụ nữ phát huy vai trò của mình trong phát triển kinh tế, đặc biệt là trong xây dựng các mô hình kinh tế tập thể. Trong giai đoạn 2017-2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức gần 30 lớp tập huấn cho gần 1.000 lượt người về kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, quản lý cho hội viên phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, 6 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, tham vấn chính sách, tìm kiếm sáng kiến, lựa chọn hỗ trợ vốn hạt giống cho gần 11 hộ dân từ 30 đến 50 triệu đồng một hộ. Đặc biệt, hội đã tổ chức hai ngày phụ nữ khởi nghiệp cấp tỉnh với 22 ý tưởng tham gia, lựa chọn được 13 ý tưởng tham dự vòng sơ khảo ngày phụ nữ khởi nghiệp do trưởng ương hội tổ chức, chỉ đạo thành lập các mô hình tổ hợp tác, tổ liên kết, kết nối, hỗ trợ thành lập hợp tác xã do phụ nữ quản lý, kết nối hỗ trợ kiểm nghiệm chất lượng, cấp mã số mã vạch cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, quảng bá tham gia hội trợ tiêu thụ sản phẩm. Sau nhiều hoạt động triển khai, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh, các cấp hội đã hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã với 103 thành viên do phụ nữ quản lý, 10 tổ hợp tác với 222 thành viên, 53 tổ liên kết có 752 thành viên sản xuất kinh doanh với lĩnh vực hoạt động đa dạng. Nhằm phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng và nâng cao đời sống tinh thần cho người dân, năm 2019 tỉnh Lào Cai tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất văn hóa tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2019, toàn tỉnh đã có 10 nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng xã được xây dựng mới, 10 sân luyện tập thể thao xã đang triển khai thực hiện, 41 nhà văn hóa thôn bản được xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa. Cùng với đó, nhà văn hóa các thôn bản còn được đầu tư hệ thống trang thiết bị như tăng âm, loa đài phục vụ các hoạt động của cộng đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 119 trên 143 xã có nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng xã, đạt trên 83%. 858 trên 1309 thôn có nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, đạt 66%, trong đó 830 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao của thôn. Các nhà văn hóa kết hợp hội trường đa năng, sân tập luyện thể thao được đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp từ nguồn vốn đầu tư của Đảng, nhà nước, địa phương và nguồn xã hội hóa đã trở thành nơi sinh hoạt văn hóa thường xuyên của cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau đại dịch tả lợn châu Phi, đàn lợn ở nhiều địa phương giảm mạnh trong khi nhu cầu tiêu dùng cuối năm ngày càng tăng cao. Nắm bắt cơ hội này, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi gà thịt bán vào dịp Tết nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao mức thu nhập cho gia đình. Thay vì bỏ trống chuồng vì ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi, ba Trần Thị Tươi ở thôn Cố Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng đã mạnh dạn chuyển sang đầu tư nuôi gà thịt Nhờ thực hiện tốt công tác lựa chọn con giống, phòng bệnh và nuôi dưỡng, nên đàn gà trên 1.000 con của gia đình bà Tươi phát triển đều, trọng lượng hiện tại đạt từ 1,5 đến 2,2 kg. Điều này đã mang lại cho gia đình bà Tươi niềm vui và sự kỳ vọng vào một vụ chăn nuôi thắng lợi trước thềm xuân mới. Đầu tiên con giống nhỏ phải về phòng trừ vaccine đầy đủ. Từ 1-2 ngày tuổi đã bắt đầu phải cho nhỏ xin rồi. Trong vòng một tháng là ra phải phòng đầy đủ các loại vaccine tiêm và phòng các bệnh dịch cúm rồi là H5. Bây giờ giá cả, thị trường bây giờ nó còn được giá thì một đàn gà cũng thu nhập được 3-40 triệu trên một năm, à, trên 1.000 con. Như bình thường thì được 30 triệu nhưng dịp Tết này chắc giá nó hơn một tí thì thì nó cao hơn một chút. Còn đây là khu chăn nuôi gà của gia đình anh Bùi Sơn Hải ở thôn Đồng Tâm, xã Sơn Hải. Đàn gà trên 1.500 con của gia đình anh chủ yếu là gà trống để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp Tết. Để có đàn gà khỏe mạnh, mã đẹp, ngoài việc tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine, gà còn được bổ sung các loại thức ăn như rau, lúa, cám để chắc thịt thơm ngon. Hiện nay đàn gà của gia đình anh được các thương lái vào tận nơi thu mua với giá trên 80.000 đồng một kg, tăng hơn 10.000 đồng một kg so với thời điểm trước đó và dự kiến sẽ còn tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. Mình thấy thị trường nó đang biến động thì có thể là nó còn lên cao tới dự tính đang lên đến giá 90. Chắc chắn là năm nay thì Tết đón cái Tết năm nay sẽ hơn được mọi năm cái là năm nay nói làm từ đầu năm đến giờ là nói cái tình ra giá gà nó ổn định thì là năm nay không bị thua như các năm trước nữa thì năm nay gần như là gỡ được hết mà năm nay tính ra còn thắng lợi thêm nữa trên địa bàn xã Sơn Hải hiện có trên 100 hộ gia đình thực hiện chăn nuôi gà với quy mô lớn để hỗ trợ bà con thực hiện tốt việc phát triển chăn nuôi, hội nông dân xã đã phối hợp với các ngành liên quan mở các lớp tập huấn chăn nuôi thú y cho các hội viên, đồng thời tích cực chỉ đạo người chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và việt gáp để đảm bảo chất lượng sản phẩm khi xuất bán ra thị trường. Đối với hội nông dân thì thường xuyên phối hợp với lại trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các với lại một số các cơ quan liên quan ví dụ như là một số công ty về để hướng dẫn cái kỹ thuật cho 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 bà con để làm sao chăm sóc cho đàn gà nó tốt thì hội nông dân cũng thường xuyên phối hợp và cũng mời các cái hộ đến để để tập huấn cũng như là chuyển giao cho bà con làm sao mà đảm bảo được cái chất lượng cũng như là sản phẩm đầu ra cho nó tốt đối với con gà nhất là mẫu mã và sản phẩm đầu ra với sự chủ động của người chăn nuôi chắc chắn nguồn gà sẽ đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng trong dịp tết đồng thời giúp người chăn nuôi có một vụ chăn nuôi thành công thêm tự tin bước vào vụ chăn nuôi mới Năm 2019, mục tiêu thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh được Cục Thuế Lào Cai hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch giao. Kết quả này đã đánh giá đúng bức tranh phát triển kinh tế của tỉnh trong năm 2019. Số thu ngân sách nội địa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 đạt hơn 6.903 tỷ đồng, đạt 132% dự toán trung ương giao, 111% dự toán tỉnh giao, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, công tác thu nội địa năm 2019 không phải không gặp khó khăn, nhất là một số khoản thu không được như kỳ vọng, thậm chí còn có lúc trầm lắng, trứng lại. Năm nay do cái cơ chế chính sách bị ảnh hưởng, thì trong nên không xuất được các hàng hóa, ví dụ như là các cái sản phẩm phốt pho, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái các cái đơn vị cung cấp nguyên vật liệu nên là cũng đã giảm so với cùng kỳ cái nguyên nhân thứ hai là gặp khó khăn trong ngành thực hiện là về cái thị trường bất động sản ở trên địa bàn à, giao dịch trầm lắng thì cũng ảnh hưởng về trong vấn đề về thu ngân sách cái nguyên nhân thứ ba là các cái đơn vị hoạt động trong việc thủy điện là có cái sản lượng phát sinh và cũng giảm hơn so với cùng kỳ khắc phục khó khăn ngành thuế lào cai đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành các địa phương thực hiện công tác thu ngân sách chủ động ra soát, khai thác nguồn thu, nhất là nguồn thu từ đất. Điển hình như huyện Văn Bản đã hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2019 khá sớm. Một số sắc thuế đạt cao như thu thuế doanh nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, thuê đất, thu lệ phí trước bạn. Huyện Văn Bản cũng đã chủ động, không phải là chỉ riêng năm nay mà cái nguồn này chúng tôi đã chuẩn bị từ những rất nhiều năm trước. Đã có những cái đề án, đã có những cái phương án cụ thể để cho từng năm. Thế thì cái phương án đã được xây dựng từ đầu năm và chúng tôi cũng làm rất là tốt cái công tác giải phóng mặt bằng rồi là các cái cái, cái mà tạo cái quỹ đất và để hoàn thành đúng kế hoạch công tác thu ngân sách năm 2019, cục thuế tỉnh Lào Cai cũng đã có nhiều giải pháp đối với công tác thu như hiện đại hóa công tác thuế, tăng cường thanh tra kiểm tra. ngành thuế cũng tăng cường trong công tác thu hồi nợ và đồng thời cũng là động viên đôn đốc các cái đơn vị còn tồn động về nợ thuế phải nộp ngay vào ngân sách nhà nước để đảm bảo được cái kế hoạch mà tỉnh đã ra. Kết quả thu ngân sách nội địa năm 2019 mà ngành thuế Lào Cai đã đạt được là sự nỗ lực rất lớn đáng ghi nhận. Đây là kết quả quan trọng đánh giá đúng thực trạng sức khỏe của nền kinh tế địa phương và là tiền đề để năm 2020 này, cục thuế Lào Cai hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu ngân sách theo mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự của đài phát thanh truyền hình lào cai cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt